Mới đây, Bộ Y tế cho biết tại Việt Nam, qua tổng hợp báo cáo của gần 700 cơ sở khám chữa bệnh cho thấy, chỉ tính riêng năm 2023 đã có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp. Tại hội thảo cung cấp thông tin báo chí về tăng cường năng lực thực triển khai thực hiện Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam, viết tắt là FCTC và Điều 5.3 FCTC tại Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 3 tháng 10 tại Vĩnh Phúc. Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, các tập đoàn thuốc lá thường truyền thông họ là các công ty có trách nhiệm với cộng đồng, nhưng thay vì khuyên mọi người bỏ thuốc lá, thì họ thường đưa ra thông điệp để khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hoặc dùng loại thuốc lá thông thường hay thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Họ đưa ra hướng tiếp cận giảm tác hại của thuốc lá điếu thông thường bằng việc sử dụng thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không có tác dụng giảm tác hại hay cai nghiện như ngành công nghiệp thuốc lá tuyên bố. Trên thực tế tại Việt Nam, các nghiên cứu gần đây cho thấy thực trạng sử dụng thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chủ yếu là trong giới trẻ. Chỉ trong vòng 2 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 13 đến 15 tuổi đã tăng đáng kể, từ 3,5% năm 2022 lên 8,0% năm 2023. Sử dụng thuốc lá điện tử cao ở nhóm tuổi từ 15 đến 24 với tỷ lệ là 7,3%, nhóm tuổi 25 đến 44 là 3,2% và nhóm tuổi từ 45 đến 64 là 1,4%. Tại Việt Nam, qua tổng hợp báo cáo của gần 700 cơ sở khám chữa bệnh cho thấy, chỉ tính riêng năm 2023 đã có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp. Theo ông Khoa, các loại thuốc lá đều có hại. Với thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng, khả năng gây nghiện rất nhanh. Các sản phẩm này cũng có mẫu mã phong phú, thu hút, hấp dẫn giới trẻ là điều cực kỳ nguy hiểm. Đáng lo ngại là tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng nhanh chóng. Thạc sĩ Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã tham gia FCTC gần 20 năm, trong đó Điều 5.3 có nội dung về việc khi quy định các chính sách không bị lợi ích về thương mại và các lợi ích khác tác động, đồng thời phù hợp với quy định của quốc gia. Cũng theo bà Thủy, Bộ Y tế luôn thận trọng và lưu ý khi xây dựng các chính sách pháp luật có sự mâu thuẫn, lợi ích y tế cộng đồng và liên quan đến lợi ích doanh nghiệp, đặc biệt các chính sách liên quan đến kiểm soát thuốc lá, vì Việt Nam đã phê chuẩn FCTC. Bà Thủy nói, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại thuốc lá mới gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, nhất là giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất chính phủ ban hành nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các loại thuốc lá điện tử hiện nay chứa rất nhiều hợp chất phức tạp và độc hại, thậm chí nhiều loại thuốc lá điện tử còn nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống. Trong thuốc lá điện tử có chất nicotine. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, liều lượng nicotine trong thuốc lá điện tử còn cao hơn các loại thuốc lá truyền thống. Ngoài ra, trong thuốc lá điện tử có rất nhiều thành phần chất tạo mùi, tạo khói, tạo hơi. Các tạp chất này khi đốt cháy có thể gây ung thư, tổn thương phổi. Thuốc lá điện tử cực kỳ phức tạp, là một vấn đề cũng rất nhiều thứ phức tạp mà hiện nay biết về mặt thuốc lá. Thuốc lá điện tử mặc dù quảng cáo là thuốc lá có thể không có nicotine, thì tuy nhiên là vẫn có nicotine và thậm chí là có những nghiên cứu khảo sát cho thấy là lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể cao hơn cả thuốc lá thông thường. Đây là một. Thứ hai là trong thành phần thuốc lá điện tử nó có rất nhiều thành phần phức tạp khác, có cái tác dụng để làm cho không có mục đích khác nhau của cái cho người sử dụng hay người kinh doanh. Đấy, có thể các chất để tạo mùi, tạo khói, tạo hơi, cái chất ở mình là rất nhiều thứ. Và khi bốc cháy đấy và khi bốc hơi lên thì đã có sẵn sàng người ta đã chứng minh là phát hiện những chất, những chất đấy tôi lên đốt lên thì có thể những chất có thể tạo thành gây ung thư, có thể gây tổn thương phổi. Mà điển hình nhất là những cái là một cái hiện tượng rất rõ là những cái e người ta có thể cho vào, đặc biệt những cái e khi bốc cháy lên đã tạo thành chất và gây tổn thương phổi, gây một cái tình trạng tổn thương phổi rất nặng nề. Ngoài bệnh viện Bạch Mai, tại nhiều cơ sở y tế khác cũng đã ghi nhận không ít bệnh nhân nhập viện điều trị vì ngộ độc thuốc lá mới, bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Điển hình cách đây không lâu, một nam sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bị chóng mặt, phải nhập bệnh viện Nhi đồng 2 theo dõi điều trị trong tình trạng lơ mơ sau nghi do hút thuốc lá điện tử từ nam sinh lớp 9 cùng trường. Trước đây đã có hàng loạt vụ việc học sinh phải nhập viện liên quan đến thuốc lá điện tử. Tại Hà Nội từng xảy ra sự việc 7 học sinh trường tiểu học Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội bị buồn nôn, đau đầu phải nhập viện kiểm tra sức khỏe sau khi nghịch thuốc lá điện tử. Vào năm 2023, một số học sinh của trường Trung học Phổ thông Hà Đông, Hà Nội sau khi sử dụng thuốc lá điện tử có biểu hiện mệt, buồn nôn, ngã ra sàn lớp học, phải nhập viện cấp cứu.
Hay tại Quảng Ninh cũng từng xảy ra sự việc 4 học sinh lớp 9 nhập viện do ngộ độc nicotine sau khi hút thuốc lá điện tử. Tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cũng đã từng tiếp nhận điều trị trường hợp bệnh nhân nam 16 tuổi vào viện vì đau tức ngực, ho khạc đờm và khó thở khi gắng sức. Khai thác tiền sử, người bệnh cho biết có sử dụng thuốc lá điện tử cùng với bạn bè trong thời gian gần đây. Người bệnh cho rằng thuốc lá điện tử ít nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống và bị bạn bè lôi kéo. Bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm máu, đờm, chụp phim cắt lớp vi tính ngực. Trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực tổn thương thâm nhiễm rộng thùy dưới phổi phải. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc viêm phổi, nguyên nhân ban đầu nghĩ đến do hút thuốc lá điện tử. Theo bác sĩ Bùi Mạnh Cường, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, tình trạng của bệnh nhân khá phức tạp. Mặc dù người bệnh còn rất trẻ, không có bất kỳ bệnh lý nền nào, nhưng tổn thương ở phổi lại rất nặng nề, không khác gì ở người cao tuổi. Các bác sĩ đã phải áp dụng những biện pháp điều trị nhằm bảo tồn tối đa chức năng phổi cho người bệnh. Theo báo cáo tổng hợp từ gần 700 cơ sở khám bệnh chữa bệnh, bao gồm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện, chỉ tính riêng năm 2023 có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong đó, lứa tuổi từ 65 tuổi trở lên có 580 ca nhập viện, lứa tuổi từ 45 đến 64 có 377 ca nhập viện, lứa tuổi từ 25 đến 44 có 138 ca nhập viện, lứa tuổi từ 19 đến 24 có 58 ca nhập viện, lứa tuổi từ 16 đến 18 có 44 ca nhập viện và lứa tuổi dưới 16 có 27 ca nhập viện. Theo ước tính sơ bộ của Hội Kinh tế Y tế Việt Nam năm 2022, tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá ở Việt Nam là 108.000 tỷ đồng một năm. Tại Việt Nam, theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Liên ngành Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã được chứng minh là nguyên nhân gây ra các gánh nặng bệnh tật và kinh tế không chỉ cho bản thân người sử dụng mà còn cho cả gia đình và toàn xã hội. Dẫn chứng thực tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi từ 13 đến 17 tuổi tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm tuổi từ 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đáng lo ngại hơn, phần lớn người dân và thanh thiếu niên quan niệm thuốc lá điện tử rất đơn giản vì không có nicotine gây nghiện. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Trong thuốc lá điện tử có 3 nhóm nguy cơ gây hại cho sức khỏe là nicotine, hương liệu nhân tạo và ma túy. Hiện chi phí điều trị cho những ca ngộ độc thuốc lá điện tử trộn ma túy cấp tính nhẹ đến những ca nặng từ 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Tiến sĩ Ankara Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đã không ít lần nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy những sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng giúp mọi người cai thuốc lá. Trên thực tế, điều ngược lại là các sản phẩm này đưa nicotine tới mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, khiến họ bị lôi cuốn, bị nghiện nicotine. Việc quản lý hoặc hạn chế các sản phẩm này là vô cùng khó khăn. Các quốc gia đã cố gắng thử tìm cách quản lý như tại Úc đã không thể ngăn cản thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng các loại sản phẩm này. Một trong những thách thức là làm thế nào để định nghĩa một sản phẩm mà nó không ngừng biến đổi nhằm thu hút nhiều người tiêu dùng hơn và khai thác các lỗ hổng trong bất kỳ quy định quản lý nào. Cùng đó, các chuyên gia WHO cũng cảnh báo nguy cơ sử dụng ma túy với thuốc lá điện tử. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy khi sử dụng thuốc lá điện tử thì khả năng sử dụng ma túy tăng lên rất cao.